Elytran bị bỏ bùa vào sân nhà nhờ dân mạng giải giúp. Mới đây Elytran tiết lộ bị bỏ bùa vào sân nhà, hiện tại ba mẹ hai con đang rất hoang mang, mong cộng đồng giải giúp. Các trẻ giờ Elytran chia sẻ trên Facebook hình ảnh lá bùa, đồng thời đăng tới tốt mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng mạng. Cụ thể người đẹp chia sẻ, ai rành về mấy cái này cho mình hỏi, đây là bùa gì, tác dụng gì, tìm được trong sân nhà, hỏi cả nhà không biết ở đâu ra. Ai biết inbox riêng Eletran không cần comment ở dưới đây. Cảm ơn. Theo như chia sẻ thì có thể thấy lá bùa này xuất hiện trong sân nhà Eli. Các thành viên trong gia đình đều không biết vì sao lại có và có từ lúc nào. Ba mẹ hai con tỏ ra khá hoang mang. Mong những ai thật sự hiểu biết về bùa này thì hãy nhắn tin riêng để cô được biết. Ngay sau lời cầu cứu của Eletran, nhiều người đã vào bình luận bày tỏ sự lo lắng và vì sợ Eletran bị bỏ bùa. Tuy nhiên, không có ý kiến cho rằng đây chỉ là lá bùa bình thường, không có gì nguy hiểm. Eletran có lẽ cũng thở phao nhẹ nhõm được fan nào, bởi trong vi biết có rất nhiều người công khai chuyện bị ếm bùa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và sự nghiệp. Tuy vậy, vẫn nhiều người tỏ ra lo sợ Eletran bị bỏ bùa vì hôm qua Eletran vừa ám chỉ có kẻ hại mình. Bên cạnh đó, ba mẹ hai con còn chia sẻ ảnh nằm trên giường bệnh với gương mặt tiều tụy, tay cắm kim truyền và giọng điệu bức xúc. Lại là cái trò này, người hại không chết, trời hại mới chết. Từ sau khi sinh con, Eletran tập trung chăm lo cho gia đình, cô ít xuất hiện trong các sự kiện VIP. Thời gian vừa qua, Eletran xuất hiện với gương mặt khác là khiến nhiều người nghi ngờ cô đã sử dụng phương pháp làm đẹp nhân tạo nhưng bị quá ra.